Thưa quý vị, chương trình khám sức khỏe cho học sinh năm học 2022-2023 đang được thực hiện đồng loạt trên toàn địa bàn tỉnh. Đây là chương trình khám sức khỏe chuyên khoa cho học sinh theo nghị quyết số 05 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành năm 2020. Toàn bộ kinh phí thực hiện trích từ ngân sách tỉnh. So với chương trình sức khỏe học đường được thực hiện trước đó thì chương trình khám sức khỏe cho học sinh theo nghị quyết 05 toàn diện hơn. Học sinh ở mỗi cấp học được khám chuyên khoa để có thể phát hiện sớm hơn, can thiệp sớm hơn những bệnh lý nếu có, giúp cho các em khỏe mạnh, phát triển toàn diện. Chương trình khám sức khỏe chuyên khoa cho học sinh năm học 2022-2023 được Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ thực hiện từ đầu tháng 10 năm 2022. Trên địa bàn huyện có 18.000 học sinh ở 4 cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Trung tâm Y tế đã bố trí 4 bác sĩ chuyên khoa nhi, tai mũi họng, răng hàm mặt và mắt lần lượt khám cho học sinh từng cấp học, từng trường. Mỗi học sinh được khám theo từng chuyên khoa để phát hiện sớm nhất các bệnh lý nếu có. Hơn một tháng thực hiện, Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ đã khám cho gần 17.000 học sinh. Kết quả cho thấy hơn 50% học sinh mắc bệnh lý về răng, khoảng 20% bị tật khúc xạ chưa được can thiệp. Còn lại là các bệnh lý về suy dinh dưỡng, béo phì và một số ít phát hiện mắc bệnh lý tim mạch. Ngoài cái chuyện khám sàng lọc như vậy, chúng tôi sẽ đưa các cháu đó về bệnh viện là Trung tâm Y tế Đất Đỏ để khám lại về chuyên khoa như về răng, về mắt để có thể cắt kiến cho các cháu hoặc là hướng dẫn các cháu đo thị lực. Rồi thứ hai nữa là điều trị các bệnh răng miệng cho các cháu. Thực hiện từ đầu tháng 10 đến nay, Trung tâm Y tế huyện Châu Đức đã khám sức khỏe chuyên khoa cho 27.000 học sinh trong tổng số hơn 36.000 học sinh toàn huyện. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì sẽ có tình trạng sâu răng. Sâu răng là nhiều nhất, chiếm hơn 80%. Thế đó là mắt. Mắt thì nó sẽ ít hơn, nhưng mà mắt thì thường là cấp 2 và cấp 3 là bị nhiều. Kết quả kiểm tra sức khỏe của học sinh được các bác sĩ ghi cụ thể trong sổ sức khỏe của học sinh để các bậc phụ huynh nắm bắt và tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của con em. Những học sinh có các biểu hiện bất thường về sức khỏe, bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Châu Đức phát phiếu hẹn tái khám tại trung tâm để kiểm tra và có hướng điều trị phù hợp. Chương trình khám sức khỏe chuyên khoa cho học sinh theo nghị quyết số 05 của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành năm 2020. Theo nghị quyết, toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh từ cấp mầm non đến cấp trung học phổ thông, học sinh các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường chuyên biệt được khám sức khỏe chuyên khoa mỗi năm một lần. Chương trình do các trung tâm y tế của tỉnh đảm trách. Chi phí khám chuyên khoa cho mỗi học sinh là 13.000 đồng ở cấp mầm non và 52.000 đồng ở các cấp học còn lại. Chương trình triển khai năm học 2020-2021, nhưng do đại dịch COVID-19 bùng phát nghiêm trọng nên tạm gián đoạn. Đến năm học 2022-2023 mới thực sự triển khai bài bản. Nghị quyết 05 của Hội đồng nhân dân tỉnh mình á, thì hỗ trợ thêm theo cái hỗ trợ thêm trong cái vấn đề mà để phát hiện sớm, chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho học sinh. Trước kia là giao cho cái vấn đề mà chăm sóc đó cho trường học, y tế học đường. Nhưng mà hiện thời gian đó thì y tế học đường và các trường thì nó không đủ, chưa đủ cái năng lực hết để mà tổ chức mà khám phát hiện cho quản lý cho học sinh, sức khỏe học sinh. Khám thì nó rất là giúp ích rất là nhiều cho giáo viên trong việc sắp xếp chỗ ngồi lại cho học sinh. Khi phát hiện ra các em có bệnh về mắt thì giáo viên có thể là sắp xếp lại những cái em mà bệnh về mắt đưa lên trên để phù hợp để các em có thể tiếp thu bài tốt hơn. Đồng thời là nếu mà phát hiện ra những căn bệnh khác, ví dụ như là suy dưỡng, béo phì hoặc là viêm tai, thì giáo viên kịp thời báo về cho gia đình để gia đình có hướng cho các em đi điều trị. Để thực hiện nghị quyết số 05 Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc ngành y tế. Mục tiêu ngành y tế đặt ra là 100% học sinh các cấp, bao gồm hệ công lập và tư thục trên địa bàn trong năm học 2022-2023 được khám sức khỏe một lần để phát hiện sớm các bệnh tật, xây dựng và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cho tất cả học sinh các cấp học để theo dõi tình trạng sức khỏe, đánh giá thể lực.